Dạ vâng, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Toyota Veyron nhé, dòng xe MPV 7 chỗ cực kỳ đa dụng của nhà Toyota. Mà trong cái video ngày hôm nay, những ngày đầu tháng 9 của năm 2023, với chính sách tăng cường ưu đãi cũng như là tặng thêm bảo hiểm thân vỏ và tặng thêm phụ kiện cho anh em, thì em sẽ đi vào chia sẻ chi tiết hai cái phiên bản của dòng xe Toyota Veyron này để cho anh em có thể là cân đối được cái tài chính của mình để lựa chọn dòng xe Veyron Cross này hay là các xe có cùng phân khúc có trên thị trường. Với sự cạnh tranh trực tiếp từ rất nhiều đối thủ ở trên thị trường thì dòng xe Veyron Cross này đang cạnh tranh với chiếc xe Mitsubishi Xpander này, chiếc xe Suzuki XN7 hay là chiếc xe Honda BRV, đúng không ạ? Vậy thì để trước khi đi vào chia sẻ chi tiết từng phiên bản cho anh em thì anh em đừng quên nhấn đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông thông báo để sẽ là người đầu tiên được cập nhật những cái chính sách giá bán mới nhất mà mỗi khi có biến động thị trường em sẽ chia sẻ ngay tới anh em nhé. Thì đầu tiên em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Veyron Cross CVT. Bản này thì đang có mức giá là 658 triệu. Hiện tại đại lý bên em đang giảm cực kỳ sâu về tiền mặt cho anh em, cũng như là tặng anh em 1 năm bảo hiểm thân vỏ kèm gói phụ kiện cơ bản nữa. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 682 triệu, trả góp thì đang là 155 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 672 triệu, trả góp thì đang là 148 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 657 triệu, trả góp thì đang là 130 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký rồi. Ví dụ bao gồm tiền lệ phí trước bạ này, phí biển số, phí dán tem đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Và cái tổng chi phí này thì có hóa đơn chứng từ rất là rõ ràng anh em nhé. Đối với anh em mua qua trả góp sẽ phải cộng thêm giúp em cái tiền bảo hiểm thân vỏ. Đó, vì cái bảo hiểm thân vỏ khi mua qua trả góp là không được tặng. Hiện tại cái bản CVT này thì bên em đang rất nhiều xe, sẵn xe giao ngay. Mức ưu đãi vẫn còn linh động khi anh em gọi điện trực tiếp cho em, anh em nhé. Đó. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Veyron Cross Top. Bản này đang có mức giá là 698 triệu. Hiện tại đại lý bên em đang giảm cực kỳ sâu về tiền mặt cho anh em luôn, cũng như là tặng anh em 1 năm bảo hiểm thân vỏ kèm gói phụ kiện cơ bản theo xe nữa. Và cái bảo hiểm thân vỏ này chỉ tặng anh em mua qua trả thẳng thôi anh em nhé. Đối với anh em mua qua trả góp sẽ không được tặng bảo hiểm thân vỏ, anh em lưu ý cho em phần này. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại cũng như là quà tặng thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 719 triệu, trả góp thì đang là 163 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 710 triệu, trả góp thì đang là 156 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 694 triệu, trả góp thì đang là 138 triệu. Với cái bản Veyron Cross Top này thì bên em cũng nhiều xe, sẵn xe giao ngay. Mức ưu đãi vẫn còn linh động khi anh em gọi điện trực tiếp cho em. Đối với anh em mua qua trả góp thì em đang tính cũng như là hỗ trợ cho anh em khoản vay tối đa lên đến 85% giá trị xe trong vòng 8 năm và tối thiểu là 3 năm. Với cái mức lãi suất năm đầu tiên đâu đó vào khoảng 0.75% của một tháng, các năm tiếp theo vào khoảng 0.95% của một tháng, anh em nhé. Đó. Đối với anh em mua qua trả góp sẽ phải bắt buộc sử dụng cái phí dịch vụ, chi phí dịch vụ của bên em, nên là anh em nên cân nhắc cái vấn đề này. Vừa rồi thì em đã chia sẻ rất là chi tiết cho anh em về giá xe, về khuyến mại, về quà tặng và tính tổng lăn bánh rất là chi tiết hai cái phiên bản của dòng xe Veyron Cross ở cái thời điểm đầu tháng 9 này rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào ấy thì anh em vui lòng gọi điện cho em hoặc nhắn tin cho em để em gửi chính sách giá bán tốt nhất, cạnh tranh nhất tới anh em nhé. Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh nhé. Vì kênh xe giá tốt 24 giờ của em là kênh em chuyên chia sẻ về giá xe, cập nhật liên tục chính sách giá bán mới nhất mỗi khi có biến động của thị trường anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.